Xin chào tất cả mọi người. Ở trong bài này tôi xin đưa vào một số những cái động từ nhóm 1 mà nó có nhiều nghĩa. Và khi học mà cái kiểu mà liệt kê này thì nó sẽ khô khan, nhưng mà không sao cả, tôi cứ đưa vào rồi mai mốt nếu có dịp chúng ta sẽ lập lại. Động từ thứ nhất là động từ chercher. Nó đi với động từ trouver. Chercher là đi tìm. Trouver là tìm thấy. Đi tìm thì có thể tìm thấy, có thể không tìm thấy. Chúng ta đã gặp một cái câu trong bài trước. Qu'est-ce que tu cherches? Bạn đang tìm cái gì vậy? Je cherche ma clé de voiture. Tôi đi tìm cái chìa khóa xe của tôi. Đồ mất tiêu rồi. Đó là đi tìm. Rồi tìm thấy chưa? Chúng ta dùng này này. Nhưng mà ở quá khứ chúng ta chưa có học. Bạn đã tìm thấy chưa? Chưa có học. Như vậy là đi tìm nhé. Nhưng mà nếu động từ đi tìm này, nó đi với động từ aller. Aller là đi. To go. Venir. Venir là đến. To come. Tôi xin lỗi, hai động từ này mình chưa học mà tôi đưa vào để minh họa cho cái cấu trúc này này. Đi aller chercher hoặc là venir chercher thì không còn là nghĩa đi tìm nữa, mà nó mang cái nghĩa này này các anh chị: đi đón hoặc là đến đón. Tiếng Anh là to fetch. Ví dụ vẫn là động từ này nhé, mình chia ra này. Bạn đi đâu vậy? Où allez-vous? Tôi đi này. Je vais chercher mon enfant à l'école. Tôi đi đón con tôi ở trường. Chúng phải đi tìm thôi. Où allez-vous? Bạn đi đâu vậy? Je vais chercher mes parents à l'aéroport. Tôi đi đón ba má tôi ở sân bay. Đó là cái cách dùng. Chercher là đi đón, chứ không phải đi tìm. Động từ trouver là tìm thấy. Ở đây có nghĩa là nhận thấy. Mình đưa ra một cái nhận xét, một cái phán đoán. Tiếng Anh có thể là to find này, hoặc là to think cũng được. Bạn thấy quyển sách này nó như thế nào? Bạn nhận xét như thế nào? Ồ, tôi thấy nó rất là hay. Comment tu trouves ce livre? Chứ không phải là tìm thấy nhé. Bạn nhận thấy. Comment tu trouves ce livre? Tôi nhìn thấy nó, tôi nhận thấy nó này. Cái chữ nó là le này, là quyển sách này này. Nó là đại từ thì nó phải đứng trước động từ. Đó là một cái khái niệm mới chúng ta chưa có học, mà tôi cũng đưa vào để cho các anh chị làm quen. Khi nó là danh từ thì nó đứng sau. Đây này. Động từ đây này, danh từ đứng sau. Khi nó đại từ thì nó đứng trước động từ. Vẫn là quyển sách. Je le trouve très intéressant. Tôi thấy nó rất là hay. Ở trên là how do you find này. How do you find này. Dưới trả lời có thể trả lời bằng I think. Tôi thấy nó, tôi nghĩ là nó. Câu dưới này cũng rất là hay. Vous trouvez. Câu hỏi thì chúng ta lên giọng. Hoặc là ngôi thứ hai số ít. Tu trouves. Lên giọng. Nó là trường hợp như thế này này. Đôi khi chúng ta không có nhận lấy cái lời nhận xét của người ta, mà cũng không có phản đối, mình nói chung chung. Chẳng hạn là một bạn nữ sinh mới cắt cái kiểu tóc nào đó, rồi đi về nhà bà chị hay là bà mẹ nói: em cắt cái kiểu này thấy em mập ra đó, đẹp. Thì nếu mà mình tự tin thì mình nói là đúng rồi, ở trường mấy đứa bạn em đứa nào cũng nói như vậy. Tức là mình nhận cái lời nhận xét đó. Hoặc là mình đánh đàn, mình chơi đàn, cái người bạn của mình nhận xét là: bạn chơi đàn hay quá, hay đi, tuyệt vời. Ôi, dở tệ, dở quá, dở tệ, đâu có gì đâu. Mình lại khiêm nhường, tự ti. Một cái ở bên trên, cái bên dưới, còn cái này là nó ở giữa này. Người ta khen mình cái gì á, mình bảo: vậy hả, vô thu vế. Bạn có cái đầu tóc đẹp quá ha, mới cắt đẹp ghê, vô thu vế. Bạn mặc cái áo này hợp với bạn này, vô thu vế, hoặc là tùy thu vế. Đi thú đó. Ở tiếng Anh, do you think so? Bạn thấy như vậy sao? Từ porter nó có khá nhiều nghĩa. Ở đây chúng ta để ý một số các cái nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất là mang. Tiếng Anh là to carry, to bring. Nó mang một cách chung chung. Chẳng hạn như chúng ta có những cái danh từ kép như thế này này: I'm port bagage. Ở cái xe đạp chúng ta có cái ghế đằng sau đó. Cái đó là để chở hàng hóa, cái để mang hàng hóa. Mình có thể chở người cũng được, mà thực sự ra người ta làm nó để một cái gói, một cái bao gì đó, port bagage. Hoặc là un porte-avions, đọc nói ạ, porte-avions, một cái tàu sân bay, một cái tàu chuyên môn để mang các cái máy bay đi trên đại dương. Vậy nghĩa thứ nhất là carry. Nghĩa thứ hai là sản sinh. Sản sinh này không có phải là nghĩa cụ thể đâu, không phải là làm ra những cái máy móc vật dụng hàng hóa. Sản sinh tức là nó tạo ra đó. Tôi có cái ví dụ, đây là một câu ngạn ngữ của người Pháp này: La nuit porte conseil. La nuit là ban đêm, conseil là lời khuyên. Nếu chúng ta chỉ học cái nghĩa này thì ở đây không có dịch được. Mang
ở đây là ban đêm nó đưa lại, nó sản sinh ra, nó mang tới cho chúng ta những cái lời khuyên. Chúng ta có cái trải nghiệm là thỉnh thoảng chúng ta bị mất ngủ, ban đêm ngủ không được trằn trọc, thì nghĩ ra, có khi nghĩ ra nhiều cái ý tưởng rất là tốt, rất là hay mà ban ngày mình không nghĩ ra. Ban đêm mang tới, sản sinh ra những cái lời khuyên. Cái nghĩa này rất đặc biệt này quý anh chị. Tôi không thể ghi được, tôi để ba chấm, nó nhiều nghĩa lắm. Đeo, mặc là mang. Ví dụ như là đeo, để lunette tức là mang, mang kiếng, mang une chemise thì lại là mặc, un pantalon quần tây cũng là mặc, une jupe một cái váy cũng là mặc, une montre thì lại là đeo, đồng hồ thì là đeo, une cravate cũng là đeo, abb thì lại là bế, ẵm. Như vậy tất cả những cái gì mà mình mang trên cơ thể của mình, mang trên người của mình thì là porte. Là porte, các anh chị nhé, porte. Thậm chí là những cái người ở trên rừng đó, họ vác những khúc gỗ rất là to, cũng là porte. Trong khi đồng hồ đẹp đẹp mình mang bé bé cũng là porte. Một cái thân cây to người ta vác ở trên rừng xuống, một cái cây tre dài cũng là porte. Rồi các cái người phụ nữ, người Chăm đó, ở ngoài Ninh Thuận, họ mang nước từ cái nguồn nước về nhà mình, họ không có xách bằng xô, bằng can như mình, họ để trên một cái vò trên đầu đó, và họ đi thong dong hai cái tay, họ đi một cách thăng thăng bằng, cũng là porte. Cái động từ thứ ba là monte, có hai dạng. Vi là nội động từ thì có nghĩa là đi lên, bản thân nó có cái nghĩa rồi, nội động từ đi lên. Nếu mà chia ở một cái thì kép thì chúng ta dùng auxiliaire être. Ở cái dạng ngoại động từ vt thì nó có đối tượng thì nghĩa là mang lên. Ở cái dạng này này, nếu chia ở quá khứ, nếu chia ở thì kép á, thì chúng ta phải dùng trợ động từ avoir, mang một cái gì lên đầu. Như vậy hai cái này khác nhau nhiều các anh chị, phải không? Một cái mình tự đi lên, một cái mình mang lên. Ba động từ sau đây cũng có thể chia ở hai dạng VI hoặc là VT. Động từ rentrer, mà nếu ở cái dạng VI, nội động từ đó, thì có nghĩa là đi về, về nhà mình đó, hoặc là trở về. Trở về ở cái nơi mà mình thường xuyên có mặt, chẳng hạn như là công sở, văn phòng, trường học, công ty. Cái động từ này với cái nghĩa là VI, nếu chia ở quá khứ thì chúng ta phải chia ở chia với auxiliaire être. Có nghĩa thứ hai là VT là mang vào, đem vào, mang vào. Đây là động từ ngoại động từ có đối tượng. Nếu mà dùng cái nghĩa này thì chúng ta chia ở quá khứ phải dùng trợ động từ avoir, mang một cái đối tượng gì vào nhà, mang xe, mang quần áo, ở dưới quê thì mang củi vào nhà. Động từ mesurer, tôi nói ý nghĩa VT trước. VT là mình lấy thước, mình đo. Chẳng hạn như anh mình, ba mình muốn sửa cái bếp thì phải lấy thước đo cái bếp, đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao để mình tính toán vật liệu. To measure, mình đo, đo có đối tượng. VI là mình có cái chiều kích, mình có chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Không phải mình đo mà mình có, mình đo được. Ở đây chúng ta là ý nói là đo người mình đó, thì không ai đo chiều chiều dài, chiều rộng hết, đo chiều cao. Nếu mang cái nghĩa này dùng cho người thì ý nói là bạn cao bao nhiêu. Tiếng Anh dùng là động từ to be. Combien mesurez-vous, bạn cao bao nhiêu, thì trả lời là je mesure 1m68. Tôi đo được, tôi có cái chiều cao. Chiều cao này các anh chị. Động từ peser cũng như vậy. Ở cái nghĩa VT là lấy cân để cân một cái hàng hóa, một cái vật dụng gì. Bà bán hàng, bà cân trái cây, cân cái hàng hóa gì đó, là peser. Còn nếu mang nghĩa là VI, tức là tôi cân nặng, tôi có cái sức nặng là combien pesez-vous, bạn nặng bao nhiêu. Je pèse 67 kg. Thưa các anh chị, ở đây chúng ta để ý nhé, cùng một động từ nhé, mà ở cái ngôi thứ hai số nhiều là pơ này, ở ngôi thứ nhất số ít. Je thì là e, ơ accent grave, accent grave đọc là e. Như vậy ở cái đây là một cái động từ đặc biệt, chúng ta sẽ học ở bài sau. Động từ nhóm 1 nhưng mà đặc biệt. Tôi đọc lại, combien pesez-vous, bạn nặng bao nhiêu. VI, je pèse 67 kg, tôi cân nặng 60, tôi cân nặng 67 kg. Ở tiếng Anh người ta cũng dùng từ to weigh. Với hai cái động từ này, các anh chị có thể thực tập ngay ở nhà mình. Chẳng hạn có người hỏi mình, combien mesurez-vous, anh chị cao bao nhiêu, thì trả lời bằng con số đúng của mình đi.
các anh chị trả lời đúng cái con số chiều cao của mình nhé. Je mesure 1m50 mấy, 60 mấy, có người 1m70 mấy đó. Còn bien pesez-vous, anh chị nặng bao nhiêu? Các anh chị nói đúng cái con số của mình đi, cái số cân của mình đó. Je pèse 67 kg, bản thân tôi đó các anh chị, 40 mấy, 50 mấy, 60 mấy, 70 mấy, có người 80 mấy. Nói đúng con số này, đó là một cách thực tập. Cái động từ louer này nó rất đặc biệt các anh chị. Cũng là một động từ này mà nó có nghĩa là cho thuê hoặc là đi thuê, hai cái chiều hướng khác hẳn nhau, cũng dùng một cái chữ này thôi, cũng giống như trong tiếng Anh cũng như vậy đó. Louer có thể là cho thuê, mình có nhà mình cho người khác thuê. Đi thuê, mình không có nhà mình đi thuê nhà. Hai cái này khác nhau, hai khác chiều nhau, cũng dùng một động từ. Chúng ta phân biệt chỉ bằng cách nằm trong một cái bối cảnh, trong một cái context thì chúng ta mới tìm ra được cái nghĩa của như vậy. Chẳng hạn như một bạn sinh viên khoe là em mới thuê được một căn phòng ở gần trường thì là đi thuê. Rồi một cái ông kia, ông có nhiều cái dãy nhà trọ, tôi mới cho thuê thì là đem nhà cho thuê. Tôi chỉ nói thêm được một cái điều như thế này này. Trong cái chuyện đi thuê đó, mà nếu chúng ta thuê nhà thì cái tiền chúng ta trả đó gọi là le loyer. Le loyer, tiền để trả tiền thuê nhà. Còn nếu chúng ta thuê những cái thứ khác, thuê xe, thuê bàn ghế, thuê các cái máy móc thì cái tiền thuê đó gọi là la location. Cái động từ rester là một động từ vi, nghĩa quan trọng, nghĩa đầu tiên của nó là ở lại, to stay. Tôi tới đâu đó tôi ở lại đó 2-3 ngày đó, to stay. Cái nghĩa thứ hai là giữ nguyên cái trạng thái, giữ nguyên cái vị trí ban đầu. Thì tiếng Anh có thể dùng to stay cũng được, hoặc là to keep, to remain. Ví dụ anh này này, anh luôn luôn giữ cái thái độ, giữ cái trạng thái là bình tĩnh dù chuyện gì xảy ra. In rest calm là thế này này. Cái cửa này này đáng lẽ phải đóng mà nó vẫn còn mở. La porte reste ouverte, cái cửa ra vào đáng lẽ ban tối phải đóng vào nhưng mà nó vẫn còn ở cái trạng thái là mở. Rồi ví dụ ở trong sân trường, ở trên loa thì hội trường bảo các em cứ đứng yên, reste debout, đừng có ngồi xuống, reste debout. Thì tiếng Anh có thể dùng là to stay cũng là stay standing hoặc remain standing, mà tiếng Pháp vẫn dùng reste, reste, reste. Động từ remercier, nghĩa chính của nó là cảm ơn ai, VT. Nó có một nghĩa phụ, nó là cho người ta nghỉ việc, sa thải người ta, cảm ơn người ta. Không ai muốn cảm ơn kiểu này hết. Cùng động từ remercier. Động từ griller, nghĩa đen là nướng, to grill. Brûler, nghĩa đen là đốt cháy, nghĩa đen. Hai cái động từ này nếu ghép với cái đèn xanh, đèn đỏ, đèn giao thông đó, un feu rouge, thì là có nghĩa là vượt đèn đỏ. Griller, un feu rouge, đèn đỏ rồi mình vẫn vượt. Brûler, un feu rouge, cũng là vượt đèn đỏ. Động từ pousser nó có hai dạng. VT là có đối tượng, tức là mình đẩy, đẩy cửa đi vào, cánh cửa mình đẩy vào, mình đi vào. Có cái nghĩa dùng với VI, nội động từ, là nó mọc, nó tăng trưởng. Ví dụ, une plante, một cái cây, nó lớn lên. Rồi les cheveux, tóc mọc dài ra. Les ongles, móng tay mọc dài ra. Hoặc là les dents, răng của các cháu bé, tới cái tuổi nó mọc răng, tự nhiên ở trong miệng nó mọc ra răng. Như vậy đây là không có ai tác động hết, tự nó làm, nội động từ. Từ cái nghĩa này thì chúng ta có mấy cái danh từ hay dùng. Une pousse de bambou là một cái mầm của cây tre, tức là măng. Rồi une pousse de soja, mầm của cái đậu nành, tức là giá. Người ta dùng cái này này các anh chị, và có thể dùng cái này đúng hơn này. Germe là cái mầm của đậu xanh, haricot, mango. Cái này là đậu xanh á, thì đúng hơn, cái này là giá này. Người ta dùng này, chữ này người ta cũng hiểu. Xin chào các anh chị. Tôi hẹn một cái bài thứ hai nữa, tôi còn một số các cái động từ giống như thế này nữa.